Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những cái hoạt động khá là bổ ích khi mà chúng ta ở bên Úc á. Là bởi vì ở đây phong cảnh thiên nhiên cực kỳ nhiều và đẹp, cho nên hôm nay hai chị em mình đã quyết định là sẽ đi lên trên núi theo sự giới thiệu của một người bạn. Thì cái núi này nó tên là Mount Yakaba. Nó cách nơi mình ở là khoảng 1 tiếng lái xe và nó gần cái khu vực Nelson Bay. Cái núi này ha, thì khi mà mình lên trên đỉnh núi mình sẽ thấy được hai bên là hai cái biển và ở giữa nó sẽ có một cái con đường nối từ cái đảo này ra tới cái đảo kia. Thì để mà qua được cái khu mà mình đang leo lên trên đây là tụi mình đã phải đi bộ hết 2 cây số và khá là mệt mỏi. Nếu mà chúng ta đi bộ ở trên cát thì các bạn cảm nhận được nó mệt như thế nào. Mà bây giờ thì hai chị em của mình họ phải còn lên trên một cái chặng đường hết sức là gian nan như thế này để chỉ có thể ngắm được cái view thật là đẹp ở phía dưới. Cái view. Đâu có con đường nào đi đến cái đẹp mà được gọi là dễ dàng đâu, đúng không mấy bạn? Tụi mình cũng đã mất rất là nhiều sức lực để có thể leo lên được tới trên đỉnh núi để mình nhìn được một cái view mà sắp sửa sau đây mình sẽ cho các bạn coi nè. 2000 years later. Biết. Hướng phía bên phải nè. Cái eo biển này mình đi. Đây là Lidoli Minho. Đẹp không? Sau khi cảm thán với vẻ đẹp thiên nhiên đang diễn ra trước mắt và chụp hình check-in các thứ, thì tụi mình đã bắt đầu đi xuống. Luôn có những cuộc đối thoại vô tri giữa hai đứa cho thời gian trôi qua thiệt là nhanh. Mình sợ lỗ. Thiệt luôn, có ai bị giống mình không? Cứ đi xuống hả là cái chân không thể nào thắng được. Mình cứ bị tuột theo cho tới khi mình thấy được cảnh biển. Ôi thật là một cảm giác hết sức dần. Cuối cùng thì tình mình hết sức dần. Tưởng chừng mình được đi về rồi nha, nhưng mà không hề nha. Các đồng đội của mình còn muốn đi từ bờ biển bên này qua tới bờ biển bên kia, nên mình lại thêm một cuộc hành trình đi quốc bộ. Nhưng mà thật sự ra cái view của nó rất là đáng nha. Biển, nước biển thì cực kỳ là trong vắt luôn, và gió biển thì thổi thật là mát mẻ luôn. Nước trong ghê chứ nè mọi người. Nước này có thể so sánh như là cái lần mình về Việt Nam mình đi Nha Trang á. Nước trong thấy được cái đôi bàn chân và thấy cát ở dưới luôn á. Bầu nông đâu? Này nó cái bên này, nó cái bên bên phải. Wow. Quả thật cuộc đời là những chuyến đi ha các bạn ha. Đi một vòng xong cảm thấy tâm trạng thật là thoải mái và dễ chịu, rất là thích hợp với những ngày nghỉ luôn. Đây là một cách để refresh lại cơ thể mình đó. Bây giờ thì một ngày hoạt động ngoài trời của mình đã xem như là thành công mỹ mãn rồi. Tụi mình lại bắt đầu đi bộ ra bãi giữ xe và lên xe đi về nhà thôi. Bắt đầu nạp năng lượng cho một ngày làm việc kế tiếp. Ôi, nhìn thấy được cái bãi giữ xe mà mình hết lớn luôn. Tại vì trời bên này nó rất là nắng và cái nắng nó rất là gay gắt luôn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye.